Chào các bạn. Chào cô. Các bạn có khỏe không? Dạ khỏe. À, bạn tên gì? Tôi tên là Kiệt, tôi tên là Sen. Còn cô tên là cô Hà. À, các bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 11 tuổi. À, các bạn học trường nào? Tôi học SSIS. À, trường SSIS. Các bạn học lớp mấy? Học lớp 5. Học lớp 5. Các bạn học lớp 5. Các bạn đi chợ hả? À, các bạn thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái xoài, tôi thích ăn trái táo. Còn cô Hà ăn trái gì? À, cô Hà thích ăn trái mãng cầu và trái xoài bởi vì rất là ngon. Chào các bạn. Chào bạn ăn cái gì? Tôi ăn trái táo. Bao nhiêu tiền? 200 nghìn. 100 nghìn.